Hello bạn nha. Thì hôm nay Vinh sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà mình turn cái ô đi. Để mà mình sẽ lấy một cái vật liệu ra. Ok các bạn nha. Thì đây là cái vật liệu của mình. Thì mình có một cái bài học ngày hôm nay cho các bạn đây. Thì mình sẽ có cái lệnh lệnh về này là lệnh máy bay. Thì lệnh này nó sẽ gọi là Kenneth cycle nha. Kenneth cycle ha. Thì cái lệnh này, lệnh Kenneth cycle này á, có nghĩa là các bạn sẽ có những cái rớt như vậy này không, nó giống như là back reel vậy đó, bạn biết không? Thì nó cứ rớt, nó rớt về để mà turn nó. Thì các bạn hiểu đây là cái Kenneth cycle, có nghĩa là ví dụ như mình đang có một cái hình như vậy ha, thì đây là cái phần mà mình muốn cắt mà ha. Thì để mà cái tool của mình đó, nó sẽ như vậy đúng không? Cái tool của mình nó sẽ có như vậy, tool của mình nó sẽ như vậy. Thì khi mà nó cắt á, thì các bạn không thể nào mà cắt hết một cái vật liệu như vậy được hết. Các bạn không thể nào mà đi nguyên một cái vật liệu, cái dao mình đến đây đúng không, xong rồi nó sẽ đi đến đây đúng không. Thì cái này mình không thể nào mà cắt hết được như vậy hết á. Thì cái này nó quá dày, nó làm cho nó quá dày đi, thì nó làm cho cái mũi dao mình nó bị gãy. Vậy thì chúng ta sẽ cần cái lệnh G72, 71, 70 này, thì nó sẽ cắt thành từng lớp nhỏ. Ví dụ nó không cắt hết một lèo mà nó cắt từng bass một, cắt vô đây rồi nó đi lên, cắt vô đây rồi cắt vô đây đó, rồi nó đi lên như thế này. Thì cái này mình sẽ gọi nó là Kenneth cycle. Thì cái lệnh này á, nó sẽ làm giúp cho bạn cái rồ RAM của máy tiện á, tiết kiệm hơn và nhằm làm cho cái mũi dao của mình nó an toàn hơn. Thì thì đầu tiên mình sẽ giải thích là trong đây nó sẽ có những cái lệnh như sau ha. Thì đầu tiên á, cái lệnh này á, mình sẽ nói là cái lệnh phay mặt. Thì cái lệnh này phay mặt thì sao? Phay mặt thì nó sẽ cắt theo cái chiều, nó là chiều đâm xuống như vậy đúng không? Đó, thì cái chiều đâm xuống như vậy là nó đi hướng từ hướng này nè các bạn ha. Thì cái lệnh 72 này là nó sẽ phay mặt ha. Thì cái chiều nó cắt là nó cắt như vậy, nó cắt theo cái hàng x đó, nó cắt theo hàng x mà nó cắt xuống. Rồi thằng 71 này nó sẽ cắt theo cái chiều là trục z. Thì cái thằng này nó sẽ rớt theo cái trục Z nè, cái trục này là cái trục Z nè các bạn thấy không. Thì nó sẽ rớt theo cái kiểu này nó đi lên, nó rớt theo cái kiểu này nó đi lên. Thì cái đó là lệnh G71. Còn cái thằng mà lệnh G70, thằng lệnh G70 này nè các bạn hiểu không, là cái thằng lệnh là finish. Finish là sao các bạn? Finish là nó chỉ đi một nhát một, bám theo biên dạng rồi nó đi lên. Thì chúng ta sẽ có một cái cục bạc hoàn chỉnh giống như cái con ốc này của mình Thì đầu tiên để làm ra được con ốc này, chúng ta cần phải cắt gọt cho nó bớt đi, rớt bớt đi, xong rồi mình chừa cho nó một chút xíu vật liệu á, trời khoảng 5.000 cho đến 10.000. Thì 5.000 cho đến 10.000, khi mà bạn nghe mình nói 5.000 cho đến 10.000 thì nó là khoảng như đây nè, 5 cho đến 10.000 á. Thì mình đang nói về hệ in nha. Đó, các bạn thấy không? Thì mình đang nói về hệ in. Thì rồi bây giờ mình nhắc lại ha. Ví dụ như khi mà các bạn nhìn trong máy tiện á, mà bạn thấy G72 này, thì các bạn sẽ xác định là cái máy của mình nó đang cắt theo cái trục X. Thì cái lệnh này là lệnh phay nè. Lệnh này là lệnh phay mà. Thì nó sẽ cắt theo cái trục này, thì cái hướng dao của mình nó cắt theo hướng này nè các bạn ha. Và khi mà các bạn nhìn thấy G71 này
thì mình sẽ thấy cái mũi dao của mình sẽ đi theo trục di đó, đi trục di này thấy không, đó, nó đi lên trục di, nó đi lên trục di, nó đi lên, và trục di này nó cũng đi lên ha. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ nói tiếp ha. Thì khi mà bạn thấy lệnh G70 này, thì G70 này á là cái lệnh mà finish, và có nghĩa là nó sẽ đi vào đây, đi một nhát một ha, đi một nhát một là thứ này nó sẽ bám hai viên dạng để mà tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Thì trong cái G72 này á, cái mình sẽ ghi công thức ra, thì không biết là đợi mình chút xíu ha, mình còn phải có nước. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ viết công thức ra cho các bạn coi. Thì trên mạng nó có rất là nhiều loại công thức nha. Thì bây giờ mình sẽ viết thử một công thức cho các bạn coi thử. Ok. Chứ 83 là phát triển. 18 là tới vị trí không gì không u trừ như vậy, trừ u trừ w các bạn. Bây giờ mình sẽ ghi công thức ra cho các bạn coi. Đối với G72 á, đối với G72 G70 G71 bao chi 72 thì bây giờ mình sẽ nói về cái thằng G72 trước ha. Không, G71 trước đi. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ thấy được cái program như sau ha. Thường thường phay mặt á, thường thường mình phay mặt á thì mình có thể dùng cái lệnh phay này không. Thường thường mình phay mặt á thì mình sẽ dùng lệnh G72 ha. Thì mình phay mặt mình là dùng dùng lệnh G72 á, thì đầu tiên á, bạn phải có G0. Ví dụ đây là sản phẩm của mình đi ha. Ví dụ sản phẩm của mình thì mình muốn á, là cái mũi dao của mình nó sẽ nằm tới đây trước, cách mặt bạc là bao nhiêu đó thì các bạn hãy tự tìm hiểu. Rồi sau đó mình sẽ cho mũi dao tới đây, đúng chưa? Rồi bắt đầu nó sẽ đi xuống đây để mà nó phay cái mặt, đúng không? Thì đầu tiên cho dao tới đây có nghĩa là
cho ra tới địa điểm này đúng không, là điểm bắt đầu, điểm start của mình đúng chưa, điểm start của mình đó. Cái điểm start của mình nằm đây, thì cái điểm start của mình á là cái lệnh g không đúng không, thì tọa độ của thằng này nó sẽ là s và điểm g là bao nhiêu đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào các bạn lấy offset như thế nào, thì điểm này là điểm không của sản phẩm đúng không. Đó, thì đây là điểm start và bắt đầu điểm này là điểm end. Thì bắt đầu điểm end của mình á thì các bạn sẽ có như sau. Đầu tiên các bạn sẽ xài từ mình sẽ nói nó là G72, mình gọi nó là G72 trước. Sau đó mình sẽ có hỏm từ P và từ Q. Từ P và từ Q, sau đó bạn sẽ có U và sau đó bạn sẽ có W. Đúng không? Sau đó bạn có U, bạn có W và bạn có cái chữ D. Bạn có chữ D. U, W, D và F. Ok. P, W, P, Q, U, W, D, F. Ok. Thì ở đây mình sẽ nói nó như sau. Thì W có nghĩa là sao, mà P có nghĩa là sao. Ok. W và D. W và D. U là tượng trưng cho thằng X. Nhớ nha các bạn, U là tượng trưng cho thằng X. W là sẽ tượng trưng cho thằng Z. Còn D này á là depth of cut. Thì các bạn muốn cắt bao nhiêu để mà điền vào đó. Còn F á là tốc độ cho ăn dao ha. Rồi bây giờ khi mà P này á, thì trong cái P này á nó sẽ tượng trưng cho cái gì, cái P á là nó sẽ tượng trưng cho cái N đầu tiên là ha. Ví dụ bạn sẽ có N, ví dụ P1 đi ha, mình nói nó là P1, thì các bạn ở đây cái hàng đầu tiên á các bạn sẽ nói là từ N1 đúng không, là ở đây các bạn là N1. Sau đó các bạn sẽ có N2, N3 và N4. Đó. Rồi trong cái này nó sẽ là những cái tọa độ điểm. Điểm này đi. Thì ví dụ trong này á mình muốn chỉ có cắt ở đây đúng không? Thì có điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai. Thì ở đây á N1 là điểm. Điểm thứ nhất nè. N2 là điểm số. Điểm số 2 nè, thấy không? Điểm 1 và điểm 2 thì đây nó tượng trưng cho N1 và N2 đúng không. Thì khi mà máy nó đọc tới lệnh G72, nó đọc P1, có nghĩa là P1 nó sẽ hiểu là đọc ngay cái N1. Q này là cái block để mà nó kết thúc. Thì cái Q mà nó kết thúc á đúng không, cái Q mà nó kết thúc á thì các bạn sẽ nói là ví dụ như mình kết thúc ở hàng số 4 thì mình sẽ nói là Q4 đúng không, Q4. Mình sẽ kết thúc ở cái Q số 4 đó, thì mình sẽ kết thúc cái Q số 4 nè các bạn ha. Thì cái máy nó sẽ đọc tới lệnh từ N1 nè, đọc cho tôi từ cái câu N1 cho đến N4, sẽ xài cái can cycle này thì cái máy nó sẽ tự hiểu và nó sẽ như vậy, nó sẽ cắt theo trục S. Tại vì mình đang xài lệnh G72 này, nó cắt theo trục S. Nó sẽ cắt từ cái N1 cho N4. Thì trong cái N1 tới N4 này là những cái tọa độ điểm mà làm nên cái sản phẩm này, hoặc là để mà phay cái mặt này. Rồi máy nó tiếp tục nó đặt thằng U này. Thằng U này á, các bạn có thể nói nó là .005. Thì khi mà các bạn nói nó là U.005 này á, thì á, nó sẽ tự hiểu á, là các bạn chừa cái trục X á, chừa cái OD á, các bạn chừa cái OD là khoảng 5.000 đó. Và cái W là trục G. Cái trục G nè, thì bạn sẽ chừa trục G là bao nhiêu. Ví dụ mình cũng chừa 5.000 luôn.
Đó, thì những cái này á là bạn nói nó là ok, phá phá hết đi, phá hết đi, làm sao đó để mà chừa chừa cái phần vật liệu còn lại á, để mà mình đi cái tiện tinh á là khoảng bao nhiêu. Thì ở đây bạn khai báo nó là ok, chục S chừa cho tao khoảng 5.000 và chục W, chục Z chừa cho tao khoảng 5.000. Ok rồi, cái hàng này là debt debt of cut, có nghĩa là giả sử như debt of cut là ví dụ mình muốn cắt bao nhiêu, thì cái này nó gọi là debt of cut, là cái khoảng cách này nó sẽ là debt of cut. Ví dụ như là bạn muốn debt of cut là bao nhiêu, ví dụ bạn muốn debt of cut là 50.000 thì nó sẽ vô đây giao 50.000 rồi nó cắt xuống, xong bắt đầu nó vô đây 50.000 nữa rồi nó cắt xuống. Rồi thì khi mà nó cắt xuống như vậy á thì nó sẽ đập vào cái hàng hàng W này nè, nó sẽ chừa lại cái bề mặt của mình là khoảng 5.000 ha, nó chừa bề mặt là khoảng 5.000. Rồi sau đó khi mà nó đập được hàng F này nè thì nó hiểu là ok, mình tốc độ mình cho ăn là khoảng chậm hay nhanh đó, thì cái công thức nó là như vậy. Thì đây là cái Cannon Cycle ha, cái hàng G72 nó cũng y chang như vậy luôn. Thì cái hàng G72 á, G72 là hàng này đúng không, nó cũng G71, cái công thức nó cũng y chang như vậy luôn. Thì ví dụ như mình sửa đây G71 nè đó. Thì cái công thức này cũng y chang như vậy, nhưng mà khi mà bạn xài G71 á thì nó sẽ cắt theo cái phương ngang à, thì lúc này nó sẽ có cắt theo cái phương ngang, có nghĩa là cái này mình gọi là cái step, cái này là mình gọi là cái step, thì nó sẽ cắt theo bậc thang này, các bạn thấy không, nó cắt lên như vậy, nó cắt lên như vậy đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là ví dụ như các bạn muốn cắt từ điểm này lên điểm này, lên điểm này và lên điểm này, thì chúng ta sẽ có N1, N2, N3 và N4 đó. Thì khi mà các bạn nó đọc tới lượt N1 đúng không, P1 cho đến Q4, thì có nghĩa là các bạn nói là cái điểm start của mình, cái điểm bắt đầu của mình à. Thì lúc này là cái điểm này là điểm start của mình, và cái điểm này á, cái N4 này là cái điểm end của mình đúng không. Thì cái điểm khi mà nó đọc tới điểm này thì nó sẽ hiểu là mình muốn can cycle, nghĩa là mình muốn pack á, pack có nghĩa là mình muốn cắt mỏng trước, mình cắt mỏng từng nhát một thì để cho nó thân thân đúng cái chiều 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 sâu mà mình cần. Ok, cái này là giống như là mình rớp vậy á, rớp có nghĩa là phá, tiện này tiện phá. Ok, thì khi mà nó đọc tới P1 này, nó đọc tới P1 này các bạn biết không, thì máy nó sẽ biết ok, cái điểm bắt đầu của mình nó sẽ nằm ở N1. Rồi tiếp theo nó đọc tới điểm Q Q4 này thì bạn nó sẽ biết nó là cái hàng kết thúc cái lệnh này nó nằm ở cái N4 đấy. Rồi tiếp tục là nó đọc thêm hàng U và hàng W đó. Khi mà nó đọc U và W thì nó tự động chừa cái mặt này là khoảng 5.000, W này nó đọc là chừa W khoảng 5.000, và hàng U, hàng Q, hàng U này là nó sẽ chừa trên cái bề mặt này nè, là khổ chỗ này nè đó, là khoảng khoảng 5.000. Ừ. Sau đó các bạn nó sẽ đọc tới hàng D là depth of cut, thì các bạn cho là cắt bao nhiêu, ví dụ anh cho cắt 0 5 ngàn, 50 ngàn, hoặc là các bạn cho cắt 20 ngàn, thì nó sẽ cắt 20 ngàn, 20 ngàn, 20 ngàn, 20 ngàn, 20 ngàn, rồi sau đó nó sẽ tự động chừa chừa trên trục F và trục G, trục Z, nó chừa trên trục F và trục Z là khoảng như đây, và cái tốc độ là bạn tự cho đúng không, F.001 hoặc là F.002 gì đó. Ok rồi, thì đó là cái những cái lệnh đó ha. Còn cái G70 nè đó, còn cái G70 nè đó, khi mà bạn chạy xong rồi đúng không, khi mà bạn chạy xong thì bắt buộc các bạn phải mua dao ra xa đó, khi mà bạn chạy xong thì bắt buộc các bạn phải mua dao ra xa. Rồi sau đó các bạn gọi lại dao đó xong rồi bạn nhập vô G70, rồi cũng như vậy luôn, P1 và Q4 đó. Rồi tiếp theo cho nó cái F, F này là F phí nhiệt, thì F chậm thôi để cho cái bề mặt của mình nó bóng.
để cho cái bề mặt của mình nó bóng. Thì lúc đó khi mà cái máy nó đọc tới lệnh G70 này, thì lệnh G70 này nó sẽ biết là leaf finish lại rồi, thì chắc chắn á nó sẽ bám theo cái biên dạng. Nó sẽ bám theo cái biên dạng và nó sẽ lược bỏ thằng U và lược bỏ thằng W này đi. Là có nghĩa là nó sẽ cắt đúng đúng theo kích thước, đúng theo cái kích thước mà bạn vẽ đó. Ok. Thì trong cái tọa độ N1, N2, N3, N4 này á, là các bạn đã xác định cái những cái điểm để tạo thành hình sản phẩm rồi. Nhưng mà khi mà đọc cái máy đọc khoảng G71 nè, rồi G72 nè, thì á cái máy nó hiểu á, là các bạn muốn tiện phá nó trước. Rồi khi mà nó đọc tới lệnh G70 thì các bạn á, máy nó sẽ hiểu nó là tiện tinh. Thì tiện tinh á có nghĩa là bạn chỉ cần đề chữ D1 và Q4 thôi. Các bạn nói là ok, điểm bắt đầu là N1, thì cái máy khi đọc này nè, không thì nó sẽ đọc ngược lên cái N1 này, và cái điểm kết thúc là Q4 thì nó sẽ đọc ngay khúc này. Đó là kết thúc, và nó sẽ cho dao ăn một cách rất là chậm, tiện tinh, rồi sau đó bạn mua dao ra ha. Thì hôm nay đó là lệnh G70, 71, 72 rất là phổ biến trong cái ngành tiện CNC, thì bạn cần phải nắm hiểu ha. Còn có nhiều loại, đây là cái này á, thì cho cái loại máy nó là máy hash ha, máy hash hoặc là fan nut đó. Rồi còn nếu như mà máy Doosan thì nó sẽ có những cái thay đổi, nhưng mà mặt bằng chung á thì nó như vậy. Nhiều khi cái mặt bằng chung của nó sẽ có hai câu lệnh, một cái là W, một cái là retract ha. W và retract thì nó cũng như nhau thôi, nó có hai cái, nhưng mà nó tự động retract rồi không để vào kết ha. Ok các bạn, thì hôm nay clip cũng dài rồi. Nếu như mà các bạn thấy cái bài giảng này của mình á mà nó khó hiểu chỗ nào á thì nhớ đặt câu hỏi cho mình để mình giải đáp cho các bạn ha. Tạm biệt các bạn.